ngồi chơi ngoan nhá. Ngồi yên đấy nhá. Hôm nay tôi sẽ giả vờ đi cà phê một mình và không cho Luk đi để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Đi đâu đấy? Chị bảo trong nhà đợi chị mà. Chị bảo đợi chị trong nhà mà ra đây làm gì á? Ra đây làm gì? Kéo ra đây làm gì á? Rồi theo đi theo chị à? Rồi theo chị hả? Thank you.
Thank you.